chỉ có một câu hỏi tiếp theo của một người um, gửi cho chi ha uh, là khi mà bạn này thời gian trước thì có sống là cũng khá là buông thả uh, không phải là hư đốn gì cả nhưng mà so với cái cách nhìn của bạn là buông thả nhưng mà sau đó đến một thời điểm thì bạn muốn dừng lại và bạn muốn sống một cái cuộc sống theo đúng cái nghĩa là một cuộc sống uh, uh, xoay chuyển tâm thức tốt hơn ấy thì bạn nói khi ra cái quyết định đó thì tự nhiên trong cuộc sống lại gặp rất là nhiều những cái cái thử thách những cái trắc trở những cái mà nó xảy ra không như ý mà nó cứ đến liên tục dồn dập cho dù là tâm thức mình đã sẵn sàng để trở thành cái người tốt hơn theo như cách bạn ấy muốn thì bây giờ bạn đấy nhiều lúc cảm thấy rất là mệt mỏi và muốn là hay là quay lại cái cuộc sống cũ hay là tiếp tục muốn cái cuộc sống chuyển đổi tốt hơn thì uh, chi hỏi ở đây thì hy vọng là bạn có thể nghe được thì dạ. nhàn có thể giúp trả lời câu hỏi này ha cảm ơn nhàn thì uh, lúc đấy em cũng có nói đến mình cũng có nói đến một cái phần có liên quan đến cái đoạn này đó là khi mà cái quá trình chúng ta bắt đầu chuyển hóa hay là cái giai đoạn chuyển giao cái cái này gọi là thời kỳ quá độ giống như là ngày xưa ở việt nam thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội thì tự nhiên xã hội sẽ rất là mông lung hoang mang rất là nhiều xáo trộn trước khi nó bắt đầu vào vườn hay là vào một cái trình tự lập trình một cái gọi là fall in place. Thì khi mà chúng ta bắt đầu có những cái sự chuyển hóa, bắt đầu quyết định một cái sự thay đổi lớn hay là như lúc nãy trong cái nội dung của buổi hôm nay chúng ta có nói là khi chúng ta bắt đầu quyết định sống thật với chính mình hay là để mà sống một cách chân thực, trọn vẹn hơn thì sẽ có rất nhiều cái vấn đề nó xảy ra ví dụ như là mình sẽ bắt đầu gặp những cái mâu thuẫn với một số người khi không còn tương thích với nhau hay là uh, sẽ có rất nhiều cái thử thách nó xảy ra cái thời kỳ quá độ này mọi thứ nó loạn mọi thứ nó dối tung lên giống như là một cái căn phòng lúc đầu nó rất là bừa bộn bụi bặm bừa bộn đủ khắp um, gọi là gì nhỉ phô đầy hết cả căn phòng này lên và khi mình bắt đầu quyết tâm là hôm nay mình dọn nhà Thế thì mình sẽ bắt đầu phải di chuyển đồ đạc từ chỗ nọ sang chỗ kia, mình sẽ phải phủ bụi chỗ này chỗ kia. Trong cái quá trình đó, thì thường chúng ta sẽ thấy nó lại càng bụi mù hơn, càng lộn lộ xộn hơn. Và ngày trong cái lúc mình bắt đầu dọn đó, mình cảm giác như là trời lại càng nhiều thứ để dọn, càng nhiều thứ để sắp xếp. Hay là cái lúc mà mình chuyển nhà cũng thế. Mình bắt đầu kê đồ đạc, mình bắt đầu xếp dọn, nó ra vô cùng nhiều vấn đề. Mình mới thấy là bao nhiêu đồ đạc mà mình đã có mà mình đang phải xếp dọn ra càng làm lại càng thấy nhiều mãi không xong nhưng đây là cái giai đoạn chuyển giao đây là cái cái thời điểm ngắn hạn mà chúng ta trải qua cái quá trình hỗn loạn này từ một cái trật tự cũ để sang một cái trật tự mới nó sẽ phải xáo trộn nó sẽ phải uh, lấy chỗ nọ gắp vào chỗ kia hoặc vứt bỏ một số thứ đi hoặc là quét bụi cái quá trình này là cái giai đoạn chuyển giao mà nó bất cứ cái hành động nào, cái sự việc nào nó cũng xảy ra theo cái quá trình này. Nếu như chúng ta quan sát đấy, khi mà mình dọn nhà, khi mà mình chuyển nhà, cũng như là khi chúng ta từ một cái lối sống cũ chuyển sang một cái lối sống mới, nó bao giờ cũng có một cái giai đoạn chuyển giao rất hỗn loạn, rất là hoang mang, rất là nhiều cái mà chúng ta cảm thấy bất ngờ, cảm thấy nó là thử thách. Thử thách là bởi vì chúng ta chưa gặp phải bao giờ, chứ không hẳn là nó là tệ hơn hay khó khăn hơn mà nó chỉ đơn thuần đó là chúng ta chưa trải qua những cái thứ tương tự bao giờ nên chúng ta cảm thấy nó như là những cái thử thách rất mới và rất lớn và khi mà chúng ta không còn sống với cái lối sống cũ thì chúng ta bắt đầu nhìn nhận mọi thứ nó khác đi rồi nên là những cái nhìn nhận mới này những cái sự việc con người này chúng ta nhìn nhận một cách khác đi với cái góc nhìn mới này chúng ta cảm thấy nó là những cái thử thách mới và lúc nào nó cũng có thử thách bởi vì cái mà chúng ta cái 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 lối sống cũ nó có rất nhiều thứ phải điều chỉnh hay là cái căn phòng bừa bộ nó nó có rất nhiều chỗ phải quét bụi rất nhiều thứ phải xê dịch và vì vậy cái quá trình này nó có thể diễn ra nhanh chóng cũng có thể là nó kéo dài có thể là một năm vài năm vài tháng vân vân tùy vào cái nỗ lực của mỗi người và cũng tùy vào cái nghiệp lực mà chúng ta đã và đã đã và đang mang theo ừ, hay là tùy ví dụ như là dọn nhà đó tùy vào cái cái diện tích của căn phòng Tùy vào cái lượng đồ đạc chúng ta có Thì nó sẽ mất cái thời gian khác nhau Thì chúng ta cần phải có một cái Vision, cái tầm nhìn này Đó là, à đây là cái giai đoạn chuyển giao Và luôn luôn nhắc nhở mình Rằng cái giai đoạn chuyển giao này Nó luôn luôn khiến cho mình cảm thấy Rất là hoang mang, hỗn loạn Nhưng nó là cần thiết Nếu như mình không đi cái quá trình này Mình sẽ không thể đi từ A đến B Chuyển giao từ lối sống cũ Sang lối sống mới Nó phải có một cái cái đoạn xê dịch đó thay đổi đó um, nhào nặn lại đó và thực ra thì khi chúng ta đã bắt đầu có những cái sự khai mở những cái sự nhận thức nhất định ví dụ như chúng ta nhận ra được những cái um, bản chất ví dụ bản chất của tâm trí bản chất của uh, sự kết nối với mọi người rồi là chúng ta bắt đầu có cảm nhận về cảm xúc của người khác mình bắt đầu có những cái từ bi thấu hiểu trong lòng mình gần như không thể nào quay trở lại cuộc sống cũ được dù có muốn. Nếu như quay trở lại cuộc sống cũ, thực ra mình lại bắt đầu sống trong một cái vỏ bọc giả tạo. Mình mình cố gắng để làm cho người khác thấy rằng là mình vẫn như cũ rồi mình không có gì khác đi cả. Nhưng thành ra là mình đang diễn một vai diễn nó không thật với chính mình. Mình đã khác rồi nên mình không thể quay trở lại như cũ được. Và mình nghĩ rằng quay trở lại như cũ đây chỉ là cái ước muốn của bản ngã quay trở lại một cái um, cái nơi mà mình cảm thấy như là được an toàn, một cái vòng mà an toàn. Nhưng thực ra mình chỉ đang trốn tránh mà thôi và mình sẽ lại phải sống trong cái sự giả tạo này bởi vì mình không còn như cũ nữa. Nên là trong cái giai đoạn chuyển giao này, sự bản lĩnh, nỗ lực là vô cùng quan trọng. Chúng ta hãy nhắc mình rằng để mà dọn một cái căn phòng, mình phải có cái quá, quá trình quét bụi, phải có cái quá trình xê dịch đồ đạc này. Mình phải nỗ lực, chịu khó, vượt qua nó dần dần rồi nó sẽ bắt đầu gọn gàng rồi nó sẽ bắt đầu đâu vào đấy và rồi sẽ đến lúc mà cái trật tự mới được thiết lập và trở thành một cái lối sống mới và những cái cái những cái khó khăn những cái thử thách này về cơ bản nó vẫn là do cái cách mình tiếp nhận mà thôi cùng một khó khăn cùng một thử thách đó có thể đối với người khác nó rất là bình thường rất là nhẹ nhàng đối với mình nó lại là một cái gì đấy rất to tát vậy có nghĩa là cái cách nhìn cái cách mình tiếp nhận phiên dịch nó là cái thứ quyết định xem nó là cái thử thách lớn hay không và như vậy có nghĩa là mình có thể nhìn nhận vấn đề một cách khác đi và trong cái quá trình chuyển giao này thì đôi khi chúng ta tìm rất là nhiều nguồn và đi rất là nhiều hướng và đôi khi chúng ta bị lệch hướng bị lệch hướng ở cái chỗ đó là chúng ta tìm những cái cách giải quyết ở bên ngoài nhưng rốt cục để mà vượt qua cái giai đoạn chuyển giao này một cách nhanh chóng nhất thì chúng ta cần phải nhìn nhận được cái tâm trí của mình lúc nào là lúc chúng ta bị cuốn vào cảm xúc lúc nào là lúc chúng ta cuốn vào những cái dòng suy nghĩ về bản thân về uh, trách móc người khác hay là đổ lỗi cho hoàn cảnh hay là cảm thấy bất mãn cảm thấy mình như là một cái nạn nhân thì cái việc quan sát chính mình này nó sẽ giúp cho mình nhấc mình ra khỏi cái cảm xúc đó nhanh hơn và cùng một sự việc mà bây giờ chúng ta có nghĩa là có thể đang cảm thấy nó là một cái thử thách vô cùng lớn. Nhưng nếu mình nhìn nhận nó khác đi, mà mình có một cái niềm tin rằng mình đang chỉ là ở cái giai đoạn chuyển giao thôi và trật tự mới đang được hình thành, thì mình sẽ vững tâm để mà bước đi qua nó một cách nhẹ nhàng hơn. Và trong cái thời gian này thì chúng ta nên dành nhiều thời gian để đọc những cái sách, rồi nghe những cái bài giảng về tâm trí, về bản ngã để nhìn nhận một cách khác đi và dành nhiều thời gian cho bản thân mình trong thiên nhiên bởi vì thiên nhiên là một cái môi trường giúp cho chúng ta đồng bộ hóa rất là nhanh chóng trở về cái tần số dao động uh, cộng hưởng với thiên nhiên hay là uh, bình tâm rất là nhanh chóng và giữa thiên nhiên mình sẽ bắt đầu cảm thấy mình rất là nhỏ bé. Mình không phải là một con người uh, một cái người quan trọng hay là một cái trung tâm của vũ trụ mình chỉ là một thành thành phần một phân tử rất nhỏ bé trong thiên nhiên này mà thôi. Và khi đó, dành thời gian thật nhiều trong thiên nhiên sẽ giúp cho chúng ta bình tâm lại, nhìn lại cái vị thế của mình, đó là mình đang quá quan trọng hóa cái vấn đề của mình. Và mình nhìn thấy cái tâm trí của mình nó đang thổi phồng những cái vấn đề này lên. Thì thực ra nói như vậy không có nghĩa là những cái thử thách này không có cái uh, vai trò hay là không có một cái gì to tát cả. Nó vẫn rất là khó khăn nó vẫn rất là nhiều cái khiến cho mình phải suy nghĩ, phải nhìn nhận. Nhưng mình không phóng đại nó và mình không cho rằng nó là cái bức tường mà mình không thể nào tiến tiến lên được nữa. Mà mình chính, mà mình khi mà mình dành thật nhiều thời gian trong thiên nhiên, mình cũng sẽ bắt đầu bình tâm, mình nhìn nhận lại vấn đề và thấy rằng là nó không đến mức độ như thế mà mình có được một cái tầm nhìn tổng thể hơn rằng cái cuộc sống này nó vẫn vận hành dù mình có chọn lựa cái cách sống nào cuộc đời vẫn diễn ra vẫn cứ tiến triển và vì vậy mình chọn cách sống nào để mà bản thân mình cảm thấy là chính mình chân thật nhất bình yên nhất và có thể đóng góp được cho đời nhiều nhất và như vậy có nghĩa là nếu như chúng ta quay trở lại cái lối sống cũ mà tự mình đã đánh giá là đấy là một cái lối sống không tốt chẳng hạn hay là buông thả chẳng hạn mà bây giờ mình lại quyết định trở về lối sống đó thì đó liệu có phải là cái lựa chọn Đúng đắn và đúng theo cái tiến trình Chúng ta sống là luôn luôn đi lên Đi lên không có nghĩa là đạt được nhiều thứ hơn Mà là tiến hóa Tiến hóa về nhận thức Và tiến hóa trong cảm nhận Cảm nhận được rằng mình sống thật hơn Mình sống có ý nghĩa hơn Và mình vui sống nhiều hơn Thì đây là cái thang bậc mà chúng ta cần phải đánh giá Nếu trở lại như cũ Mà chúng ta đạt được tất cả những điều này Đó là sống thật với chính mình Hạnh phúc an nhiên đem lại hạnh phúc niềm vui cho tất cả mọi người Thì chúng ta có thể trở lại Thế nhưng mà nếu như không phải thì có nghĩa là chúng ta không nên và không thể trở lại như cũ vì chúng ta đang trên đà tiến hóa. Chúng ta sẽ dần dần đạt đến cái trật tự mới và luôn luôn phải nỗ lực để nhắc nhở và dẫn dắt mình đi qua cái quá trình chuyển hóa hay cái quá trình chuyển giao này. Dù là nó rất khó khăn nhưng cái chặng đường này là cần thiết và nó chính là cái giai đoạn sẽ giúp cho mỗi người chuyển hóa được chính mình và sau này sẽ có thể dẫn dắt được người khác hay là giúp đỡ, chia sẻ được cho người khác mong rằng là bạn sẽ cảm thấy vững vàng hơn và luôn luôn nỗ lực và nhìn nhận mọi vấn đề một cách nhẹ nhõm hơn và bình tâm hơn à, hy vọng là cái câu trả lời này có thể đến được với bạn đã đặt ra câu hỏi